Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok bạn, hôm nay là sáng Chủ nhật ha. Mình tới một nơi rất là đặc biệt. Một cái nơi có rất là nhiều thứ dị nhưng mà lại rất là thú vị ha. Ok, cùng đi theo mình ha. Ok, hôm nay là cái buổi offline show của team Thèm Rắn. Thì các bạn tổ chức rất là chuyên nghiệp luôn. Hôm bữa mình có quay cái clip ngắn để khoe cái phần quà của anh em Thèm Rắn đã chuẩn bị cho mình. Thì hôm nay mình là khách mời của cái show ngày hôm nay ha. Thì trong cái phần đó đây, hôm nay mình bận áo, anh em tới dự offline là ngã. Hello em, sứ giả lần xanh ha. Hello anh Nam Ngô, để em đi vô thay áo đó cho nó ok em, rồi lát anh em mình okay. Gặp nhau. Ok các bạn, đó có phần áo, có cái áo nè, anh em mặc đi ốp, tất cả đều mặc đồng phục hết. Lát lên hình sẽ rất là đẹp luôn, rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi có thẻ vào nữa ha. Cái này là một cái buổi ốp coi như là đã được setup tất cả chuẩn bị sẵn hết, cho nên là tất cả mọi người sẽ khi tham gia là sẽ đăng ký có tên danh sách, thì để đảm bảo cho cái trải nghiệm của cái người tham gia được tốt nhất á, thì trong ban tổ chức là không có mở cửa tự do, mà mọi người muốn đi á, thì sẽ đăng ký ha, và sẽ được cấp thẻ vào, có giấy áo, có phiếu nước, tất cả mọi cái rất là chỉnh chu luôn. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ha. Đây là một cái không gian quán cà phê ở bên quận 8 thì mình thấy khá là thoáng mát luôn, rất là rộng rãi. Ok, anh em đã bắt đầu tới. Thì cái chủ đề chính ngày hôm nay của mình á là bò sát ha, nhưng mà bò sát của mình lần này sẽ là chăn rắn nhiều. Đó. Quá là đẹp luôn. Ok em. Cho em lên TV ké. Ok lên luôn, anh em mình lên hết. Đây là bạn rắn gì em có thể ai giới thiệu với lại cho mọi người biết cái dạ, này không? Anh, đây là Bull Snake. Đúng rồi. Ok. Rồi. Rồi ok. Đây là con Bull Snake mà mọp gì thì nó mọp gì vậy? À, tao không biết nữa. Tại tao cũng mới cầm chơi rồi chứ sao mày hỏi tao. Cái này anh phải hỏi anh Hiếu rồi. Anh Hiếu hả? Chủ của nó. Chủ rắn đây. À ok. Rồi. Đây là khách mời đúng không? Rồi dạ, cái video rồi. Cho ta kìa. Khách mời làm màu quá. Ok, để lát cũng được. Đây các bạn, đây là một bạn rắn ha. Đó. Cơ snack hả? Bull snack. Rắn bò. Rắn bò rất là đẹp ha. Cái này là normal hay mọt gì ta? Cái này chắc không phải normal rồi. Bé rất là ngầu luôn. Ok cầm đi chơi luôn, chơi luôn. Này normal luôn hả? Xong xíu đóng gói mang về. À đóng gói mang về. Được á. Ok em giữ giùm anh cái. Thích hợp để đưa camera. Rồi các bạn, thì cái vẫn là bò sát thôi. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay sẽ chuyên về chăn rắn và có những bạn nhện. Nhện bò cạp. Cuốn chiếu khổng lồ, tất cả mọi cái luôn. Rất là ngầu luôn, ở đây rất là nhiều thứ vị ha. Đây các bạn. Nhìn cái băng rôn là thấy cũng chắc rồi ha. HT Exotic Zone ha. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thứ, đặc biệt là thứ vị. Đây các bạn, thứ vị là gì? Đây. Mọi người đã thấy những bạn nhện coi như là khổng lồ như thế này chưa? Đó, bò cạp nè, cuốn chiếu nè, cuốn chiếu này, bạn này bạn nhỏ, có những bạn rất là to ha. Mình đã từng thấy một bạn to cỡ chắc cũng phải 4-50cm á, rất là bự luôn. Cái này ếch gì em? Cái này mứt gẹt. Mứt gẹt nè. Đây là những bạn rắn ngô baby nè. Đó. Rất là nhiều dòng ha. Những cái lần ốp trước đây mình đi ốp bò sát cũng rất là nhiều, nhưng mà một cái buổi ốp mà chuyên cho rắn và những cái dòng gọi là giáp sát đồ nhện đồ này nọ thì chưa có ha. Đó, hôm nay sẽ show cho các bạn coi. Đây đền dưới đây nè các bạn, đây có một bạn bullfrog nè. Cái này sẽ chung thôi ha, có những bạn rất là bự gấp đôi này luôn. Đây nhện, đây là những cái khay để nuôi nhện bằng mica. Đó, cũng làm rất là đẹp tinh tế ha. Đây các bạn, bên này là một cái chuồng nuôi nhện mà nhện nó văng tơ ở trong đó luôn. Đó. Ngầu chưa? Thấy mọi người setup rất là đẹp ha. Đó, có chất nền, có cây cho bò leo, có lũa đồ này nọ. Và các bạn nhện nó văng tơ ở trong này luôn. Đó. Ok. Đây là một bạn bò cạp. À. Những bạn này có độc không em? Dạ, con này thì có nhưng mà độc nó không đủ để giết người á. Đâu em giới thiệu cho mọi người chút xíu giùm anh nè.
Em kẹp kẹp. Phú, Phú khoan. Giới thiệu còn này cho mình cái. Ok em. Hello Phú. Dạ. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết về cái dòng bet của anh em mình sưu tầm chơi không? Con này là một cặp đá châu Phi. Một cặp đá châu Phi có cô đài. Tụi này massage được tới hơn 20 xăng rồi. Massage hơn 20 xăng. Wow. Là cỡ ngang tay đó các bạn. Rất là ngầu luôn, rất là khủng luôn. Con này nó chỉ mới được có nửa xài thôi. Nửa xài. Mà con này nuôi khoảng tầm 4 năm rồi nó mới lên cái này. 4 năm rồi mới lên cái này á hả? Wow. Cái này là nãy em nói là bò cạp gì? Bò cạp đá châu Phi. Bò cạp đá châu Phi đó, set up trong chuồng có cục đá luôn cho đó đúng không các bạn? À, này có độc không em? Con này độc nhẹ anh. Độc nhẹ. Độc hầu như là không ảnh hưởng gì luôn. Coi như là ngứa giống như kiến cắn thôi kiểu dạng vậy thôi. Càng nó săn mồi nhiều hơn, càng nó khỏe. Càng nó khỏe lắm hả? Ok em. Này thì cả Việt Nam chỉ có một con duy nhất nè. Cả Việt Nam chỉ có một con duy nhất ha các bạn, hàng độc luôn. Hàng rất là độc đáo luôn. Mà bé nó có vẻ đầm tính ha. Dạ, tụi này nó hiền. Ồ, cái này anh cho tay vô chích không ta? Nó không chích đâu, nó kẹp thôi. Kẹp thôi hả? À nó à cái nọc độc của nó nằm ở đuôi hay nằm ở càng ta? Nằm ở đuôi. Nằm ở đuôi, còn cái càng đó là nó khỏe thôi. Dạ. Đúng không? Để nó săn mồi thôi. Ok. Hay quá. Mỗi một loài là một cái gọi là một cái lượng kiến thức rất là khổng lồ ha, cho nên là anh em mà chơi á, anh em chơi mỗi anh em chuyên một dòng sẽ có một cái hiểu biết chuyên sâu về nó hơn. Giống như mình á, chuyên về rùa cạn với lại iguana thôi. Nhiều khi anh em hỏi mấy dòng khác á, dòng ngoài thì mình biết, chứ còn vô sâu sâu là phải đi hỏi thăm những cái chuyên gia của những cái dòng đó rồi. Rất là nhiều bé nện nhện ha các bạn. Những bạn nhện khổng lồ nè. Con này là dòng gì em? Con này là Brazilian Black and White. Brazilian hả? Brazilian Black and White. Rồi bây giờ là xuất xứ nó ở Brazil hả? Dạ, Brazil. À, này ở Brazil hả các bạn ha. Đó. Còn cái này là Redney hả? Con này là Filet. Filet hả? Mexican Filet. À. Trong mỗi dòng nó có rất là nhiều, mỗi loài nó có rất là nhiều dòng khác nhau ha. Anh em phải chơi chuyên sâu đọc tên đồ này nọ mới đúng. Còn bạn này em? Con này là Curly Hair. Curly Hair hả? Dạ. Tóc quăng á hả? Dạ đúng rồi, lông nó sẽ xoăn. À, lông xoăn á các bạn. À. Trên người nó rất là nhiều lông ha. À. Đây, tại sao gọi là Curly Hair ha? Như bé này cũng rất là nhiều lông nhưng mà lông nó không có xoăn các bạn thấy không? Còn con này lông nó giống tóc mình. Đầu quắn quắn quéo. Ok, còn bạn nhờ bạn bò cạp bên này là em. Ok, cái bạn bò cạp này là dòng gì em? Con này là trên Barrabuthus Chenvaliscus. Anh, con này nó bắn độc được. Bắn độc luôn. Dạ. Wow, nó bắn bằng cái miệng hả? Không, cái ngòi anh. À, cái ngòi ở cái đuôi nó bắn. Dạ, ra luôn. Đúng rồi, lúc như mũi tên luôn. Dạ. Lúc mà anh kiểu anh kẹp cái đuôi nó giữ chặt là nó bắn. À, nó bắn được khoảng 1 mét đó. Wow. Con này kích thước chắc cỡ, nếu mà kéo ra chắc cỡ mười mấy, 12, 13 cm. Con này cỡ 12 cm. Ờ, 12 cm thôi mà. Dạ. Bắn cái mũi ra từ tới 1 mét lận. Dạ. Wow, dữ à. Gấp gần 10 lần. Anh có thể mở bạn cuốn chiếu này ra coi không ta? Dạ được anh. Ôi. Anh em Việt Nam mình thì chắc các bạn nhỏ đồ này nọ là không lạ gì với cuốn chiếu đúng không? Nhưng mà thường thường chúng ta thấy nó cỡ này thôi. Có ai thấy các bạn cuốn chiếu mà to cái này chơi mà cái này là còn size nhỏ ha. À, lúc trước hình như cũng hiếu luôn cho mình coi một con rất là bự luôn. À, rất là to luôn. Nó là vạn chân luôn đó các bạn. Đây, cuốn chiếu nó là bự của mình đó, để đựng rất là nhiều chân ha. Đó. Cái hồ mica. Thường thường cuốn chiếu của mình thì nó có mùi, còn cuốn chiếu này nó không có mùi ha. Nó vẫn có mà đâu có hăng bằng. Không có hăng bằng con mình á. Này các bạn coi chân của nó nè. Ôi ôi. Thế giờ sao được con này? Ủa em, anh thấy trên người nó có những cái con nhỏ này là cái gì quá trời thôi. Dạ, nó là ve, tụi này nó sẽ cống sống cái sinh với ve luôn. À, nó sẽ vệ sinh cái phần vỏ ngoài của nó. À, quá hay luôn các bạn. Đây là trên đây, trên mình bạn cuốn chiếu này có rất là nhiều ve ha. Thì đây là một cái loài nó cộng sinh với lại cuốn chiếu. À, nó sẽ ăn những cái vi khuẩn đâu ha. Dạ, những thừa đồ. Những giống như thừa đồ ở trên da. Rồi bắt đầu bé nó quéo mình nè, nó quấn mình. Quá trời chân luôn các bạn. Ồ, con này hay quá ta. Con này nó hay một điểm á anh, là trên người nó có những con ve. Rồi đó. Ờ đó là đó, nó cộng sinh luôn. Cộng sinh luôn. Trong thiên nhiên nó có rất là nhiều điều hay mà anh thích cái sự cộng sinh đó. Dạ. Đúng rồi. Thật ra chúng ta cũng phải cộng sinh với lại những cái loài khác nó sinh tồn được đúng không? Đó. Quá đẹp luôn. Lúc trước em có con bự lắm đúng không? Dạ, đúng bự rồi, hơn. Chứ tụi em có con bự luôn mà bán cho khách rồi, tại khách thích đó. Nên tụi em bán cho khách luôn. Hay quá. Dạ. Bữa ông Quy có khoe anh. Rồi nè, chân cẳng đó nè, chân cẳng đó nè. Đó. Từ này sau mỗi lần lột sẽ mọc ra thêm một cặp chân. À, mỗi lần lột là sẽ lột thêm một cặp chân. Đó. Có nghĩa là lột ra nó dài thêm, các bạn dài thêm phải thêm chân vô. Đó. Hay quá.
trên cái da rất là cứng ha, cái da cảm giác giống như là một cái bộ giáp sắt luôn vậy đó. À, và nó xếp với nhau rất là đều. Các bạn biết mấy cái khớp mà có thể nó bò lên trên tay ghê không anh? Ờ ghê. Ghê đúng không? Ờ, quá em trời mới ghê. Bị nổi da gà. Mấy con nhỏ 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 đó chứ chiếc. Ok. Ông Huy thì sợ lỗ. Em thì sợ con bò lúc nhúc hả? Em sợ sâu. Ờ anh sợ con gái. Sợ gái lừa anh à? Ờ anh sợ anh thì thấy vậy chứ anh hiền lắm. À, những cái khớp các bạn, những cái khớp mà giống như bằng kim loại mà có thể gọi là di chuyển á, các bạn thấy theo mình á là cũng học hỏi từ thiên nhiên ha. Đó, những cái giống như cái ống mà inox á, chúng ta thấy mà nó có thể cong theo cái góc độ rồi này nọ, chắc học hỏi từ đây. Đó các bạn thấy không? Những cái vòng tròn quấn như nè. Đó. Mặc dù là nhìn nó rất là cứng cáp nhưng mà nó rất là linh hoạt ha, nó có thể bẻ cong uốn tròn lại luôn. Nó có thể cong lại giống như cái đuôi của con chameleon luôn các bạn. Đã quá. Chắc mình kiếm con quá. Này đem về mấy đứa con mình chắc nó khóc thét. Đó, bắt đầu mình bắt trên tay một lát là bạn nó dạng dĩ ha, bạn nó bò. Đó, lúc đầu bạn nó hơi sợ cuốn. À đây, đây là đầu của bạn đó nè. Nó có hai cái râu ha, có râu á. À. Không biết ngoài nắng nó sẽ rõ hơn không ta. Sợ nó chói. Đây các bạn có hai cái râu, trên đầu á có hai cái râu. Đó. Ok, thôi, thank you em nhiều. Ok các bạn, còn rất là nhiều điều thú vị ra bên kia. Ha, bây giờ mình sẽ đi tiếp, ok, thank you em nha. Đây là một quầy show thôi. Ở trên đây có những bạn rắn nữa nè. À. Đây các bạn, đây là một cái hộp nuôi nhện ha. Mà các bạn đã set up. Mình thấy là có set up cái phần hang cho bé nè. À. Đây, đây là một bạn bạn gì em? Cái này là Red Rum anh. Red Rum. Cái lông phần bụng nó sẽ màu đỏ. À, cái lông phần bụng nó màu đỏ. Đó. Thì các bạn set up ở đây nó có cái dạng hang luôn. À, theo cái tập tính của môi trường sống của nó luôn để cho bé nó đào hang. Để coi mình có thể mở này ra không nè. Có tự em cài vô. Rồi cài cũng hơi khó rồi ha, nhưng mà nó là vậy. Đó. Đây. Bé nó nằm núp đây nè. Ok rồi, ờ à, có rết nữa. Ở bên này có khoan, để anh đang giới thiệu nhện đây. Bạn này là đầu gối đỏ hả ta? Cái này là Flamney anh. Flamney hả? Cái đầu gối nó đỏ hơn con Red nữa. À, cái dòng này cái đầu gối nó còn đỏ hơn con Redney nữa các bạn. Đẹp chưa? Đẹp ha. Đẹp. Những con này là những con nhện nó rất là khổng lồ ha. Nhiều khi trên mạng chúng ta thấy những con nhện nó rất là nhiều màu sắc mà nó cái râu đồ của nó đánh nó rất là linh động á, nhìn nó rất là đẹp á các bạn, nhưng mà thật ra ở ngoài đời nó nhỏ, nhỏ xíu rồi ha. À, cái đó phải dùng cái kính zoom lên mới thấy nó linh động như vậy. Còn đây là những bạn nhện rất là khổng lồ. Đó, cái đầu gối nó còn đỏ hơn cái dòng Redley nữa. Ừ, đẹp chưa? Anh em mà cho tụi này ăn cũng rất là hấp dẫn. Ở đây còn một bạn rớt nữa nha các bạn. Chích không em? Con này nó cũng đầm anh. Cũng đầm. Này. Mà đừng có đụng thẳng vô, nó cắn. À, đụng thẳng vô là cắn. Bé này massage là bao nhiêu ta? Con này massage được cỡ 18-20 anh. 18-20cm hả? Ồ, vậy là cỡ này nè các bạn. Đó. Yêu. Chừng cắn. Cắn đau không ta? Con này cắn cũng rét. Nó chỉ có đỡ lên thôi chứ không có chụp vô người, nó chụp vào nó cắn. Ồ, mà... à, cắn rồi. Cắn rồi các bạn. Đội cắn vô cái nhứt liền luôn á. Ây da. Không thấy dấu răng mà nhứt quá. Cái này là nó chỉ mới nhấp vô, nó chưa có giữ nó nghiến luôn, giữ nghiến làm đâu nữa. Lại phá phách rồi. Lại phá phách rồi. Trời ơi, lát thế nào cũng bầm mà. Lát thế nào cũng giật giật cái nách rồi. Cái này là nhứt cái nách mà nhứt cái nách luôn phải sức dầu vô. Ồ nhứt thiệt các bạn, nhứt quá luôn á. Nó vẫn đỡ hơn con rết Việt mình. Ờ. Nhất quá luôn. Trời ơi, này con này cắn có bị cái gì bự lên không ta? Có gì sưng bự lên không? Có anh hy sinh luôn. Ok các bạn, đây là những cái phụ kiện để chúng ta có thể trang trí trong những cái chuồng rắn, chuồng đồ ha. Đây là những cái hang động giả. Đây, đây là những cái xương sọ ha, bằng thạch cao. Đó, nhưng mà nó cũng là những cái hang để cho các bé nó bò qua bò lại.
để trang trí trong chuồng. Đó. Đây có giá luôn nè, mà cái này là 400 ngàn nè. Đó. Đây là đồ thạch cao thôi ha các bạn ha. Đây là những cái chén nước máng ăn mà bằng xi măng đồ này nọ đổ lên. Đó, đây. Đây. Đây là dụng cụ để đút côn trùng đồ nè. Đó, bắt côn trùng đút đồ cho nhện ăn đồ nè, đút dế, đút đồ nè. Thật cho rắn ăn đồ các bạn, những cái kẹp á thì chúng ta phải thao tác qua những cái này nó sẽ an toàn hơn. Đúng rồi. Ôi con nhện nó, ê con rít nó cắn nhất thiệt luôn á. Dạ vâng. Nhất ghe kêu luôn á, cái sưng luôn này. nó cắn đau, nó nhất tới nỗi mình đổ mồ hôi hột luôn các bạn, đổ mồ hôi hột luôn. Ok, đây là những bé bon ha. Đây là những bé bon, phải không ta? Đúng rồi, bon nè. Bon. Đây là phụ kiện lót chuồng nè các bạn. Đó. Lót chuồng cho bé nó sạch sẽ ha. Đây là những bé bon. Ê, con này đâu phải bon, con này là... này là cái gì ta? Này bo. Này là sung lâu bo. Rồi, sung lâu bo đó. Ở sung lâu á. Ở đó mình cũng anh mê con này đó nè. Nhưng mà cái con kia màu đậm hơn. Dạ, mấy nay chúng ta đang sắp lột lên màu hơn. À, đúng rồi, đang sắp lột lên, nó bạc màu lại. Dạ, ok. Đây là Aneri Het Abino Boa. 3 năm tuổi cái. 3 năm tuổi cái hả? À, này là Het Abino hả? Dạ vâng, chỉ có Het thôi, nghĩa là gen ẩn ở bên trong. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó cũng y như Guana thôi các bạn. Cái này là cái gen ẩn để làm ra con Abino Bo ha. Dạ, đúng rồi. À, ok. Thank you em. Bữa em qua em chơi có mà. Ok, đây là một cái quầy show của những bạn Bon Python ha. Đó. Hello em. Đây này là team của Bon Python ha. Đó. Việt Nam Bon Python. Đó, những anh em lúc này tập trung chơi rất là chuyên nghiệp luôn, có đầu tư rất là bài bản luôn. Đó, nhìn cái buổi offline ngày hôm nay là rất là nhiều thứ để chúng ta học hỏi ha. Đây là những bé bon rất là đẹp rồi. Mình lần trước mình có dịp giới thiệu cho các bạn rồi đó. Đó. Anh em nào mà có hứng thú với cái bộ môn này thì có thể inbox cho mình sẽ giới thiệu người dẫn dắt cho ha. Bảo đảm chơi nó gọi là rất là có chiều sâu luôn và không có bị gọi là đóng học phí nhiều. Đây là một bé bài. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ok các bạn, coi như là mình vừa dắt các bạn đi một vài cái gian hàng trong cái buổi show ngày hôm nay. Một lát trong cái chương trình sẽ còn có nhiều cái tiết mục nó hấp dẫn hơn nữa do các bạn trong ban tổ chức đã gọi là set up và lên chương trình rồi. Một lát mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi ha. Các anh chị, các bạn đã dành thời gian, công sức và đi thật xa để mà đến đây. Và sau đây, tôi xin mời anh Lê Nguyễn Hoàng Hiếu sẽ chia sẻ với chúng ta. Xin một tràng pháo tay cho anh Lê Nguyễn Hoàng Hiếu ạ. Lời đầu tiên đó là thay mặt admin của Thèm Rắn, mình xin chân thành cảm ơn tất cả những cái bạn đã luôn tin tưởng với Thèm Rắn, đã mua vé và có mặt tới ngày hôm nay. Nếu mà có bất kỳ gì sơ suất đó, thì thay mặt admin của Thèm Rắn, mình chân thành xin lỗi. Và nếu mà các bạn có nào không hài lòng thì xin anh góp ý trực tiếp với admin không? Từ khi mà thành lập ra Sài Gòn Bò Sát cách đây là 7 năm đó, từ năm khoảng 2014-2015 đó, là tụi mình đã tổ chức rất là nhiều buổi offline rồi. Nhưng mà những cái buổi offline đó nó không có được cái tính hiệu quả như là cái buổi offline thời điểm bây giờ. Đặc biệt là sau khi mà những cái câu lạc bộ của những cái anh lớn như là Awabet nè, như là Iguana Sài Gòn nè, họ phát triển lên rất là nhiều. Thì Thèm Rắn vẫn im hơi lặng tiếng để tụi mình nghiên cứu và học hỏi từ mấy anh, từ cái cách thức hoạt động của mấy anh. Thì sau đó khi mà tụi mình bắt đầu tổ chức những cái event online để cho tất cả các bạn có cái khoảng không, các bạn vừa chơi game vừa có quà. Thì sau một khoảng thời gian mà thử nghiệm những cái event online như vậy, thì HT Celtic Zone, nhà tài trợ rất là thường niên của Thèm Rắn á, mới đặt thẳng vấn đề với mình là họ muốn đứng ra tổ chức một cái buổi offline cho Thèm Rắn của chúng ta. Nhìn nhận được cái vấn đề là chúng ta phải có một cái buổi offline chỉnh chu, nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều có thẻ tên đúng không ạ? Mọi người có thẻ tên hết đúng không? Mọi người đưa thẻ tên mọi người lên nữa. Yes, đó, tất cả mọi người đều có thẻ tên, đều có một cái kỷ niệm gì đó nhớ về Thèm Rắn, một cái buổi offline đầu tiên như vậy. Thì mình đã đồng ý triển khai liền ngay lập tức cái buổi offline này. Và cái mục tiêu của mình đó là hôm nay là khi các bạn tới chơi offline là các bạn không ngồi theo hội nhóm ha, mà chúng ta sẽ là chơi offline thật sự luôn các bạn. Chúng ta sẽ có những cái game
chúng ta sẽ có rút thăm trúng thưởng, chúng ta sẽ có những cái game về câu hỏi, chúng ta sẽ giao lưu với lại khách mời. Thì tiếp theo là mình sẽ giới thiệu khách. Rồi, thì bây giờ là sẽ là bạn Hứa Lê Hoàng Triều là... không, đầu tiên là mình xin giới thiệu dàn khách mời của chúng ta ngày hôm nay ha. Thì khách mời đầu tiên đó là anh Nam Ngô. Anh Nam Ngô đến từ Nam Ngô Phan, là một kênh YouTube mà mình thấy mình rất là thích của Reptabits của mình luôn. Là bởi vì là cái kênh này có rất là, nó rất là đời thường các bạn. Mà khi mà mình vô mình vừa học được kiến thức, nhưng mà mình vừa trải nghiệm cái cuộc sống thường ngày của một cái người nuôi bò sát mà chuyên nghiệp đó các bạn. Nó rất là đã, và cái cảm giác coi cái kênh này nó phê kinh khủng luôn. Mình không biết là lúc đầu thì mình không thích đâu nha. Tại mình thấy là nó cứ sao sao á. Tại vì mình không thích Iguana nè các bạn. Nhưng mà mình càng coi mình càng cuốn, mà đỉnh điểm nhất là mình coi cái clip mà mình nhớ anh đẩy nguyên cái xe rau muống á. Mình không nghĩ là một cái dân chuyên nghiệp như vậy họ lại đời thường như vậy, và họ rất là gần gũi như vậy. Thì đây là một cái kênh mình thấy là nó rất là nhiều kiến thức. Và đây cũng là một trong những khách mời mà đầu tiên tụi mình đặt vấn đề với khách luôn, là em muốn mời anh tới offline, và mình không nghĩ rằng cái sự nhiệt tình của anh Nam Ngô lại lớn đến như vậy. Và anh Nam Ngô đâu nhiệt tình đến mức mà anh Nam Ngô bị rết cắn luôn các bạn. Rồi, ok, khách mời thứ hai đó là một cái người mà rất là nhiều bạn ưa thích và cũng rất là nhiều bạn idol, đó là sứ giả rừng xanh nè, Phạm Minh Hiếu. Đứng lên đây mọi người, đứng lên. Rồi, mời sứ giả rừng xanh đứng lên. Dạ, yeah, ok. Yeah. Nội trong nội bộ của Shopee của tụi mình, là lúc mà tụi mình làm ở Shopee thì đã có những người biết về sứ giả rừng xanh luôn, và có những người trong Shopee còn nói với mình là họ cảm thấy ít ác cảm hơn với rắn khi mà coi kênh của sứ giả rừng xanh đó mọi người. Và các bạn biết rằng cái sự tác động của sứ giả rừng xanh đối với cái sự bảo tồn động vật hoang dã nói chung và rắn nói riêng nó rất là lớn các bạn, và nó đã thay đổi được cái khái niệm và nhận thức của rất nhiều người. Nên là mình cho một tràng pháo tay nữa cho sứ giả rừng xanh mọi người. Và hôm nay sứ giả rừng xanh sẽ giao lưu mọi người nha mọi người. Và giao lưu với cái con gì thì nó sẽ bí mật. Lát hồi sứ giả rừng xanh sẽ giao lưu và sẽ có những cái phần quà dành cho khách mời, những cái bạn tham gia ngày hôm nay luôn. Kế tiếp là một người anh mình rất là trân trọng và rất là quý mến, và cũng là nơi khai sinh ra mình bây giờ luôn. Đó là anh Huy đến từ Alphabet, là admin của Alphabet. Mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Nếu mà nói là bất kỳ một người nào đó mà chơi bò sát mà không biết đến Alphabet thì là một cái sai lầm rất là lớn. Và tất cả những cái người anh kỳ cụ và tất cả những người nuôi rất là giỏi hiện nay của Vietbet hiện tại ở Việt Nam đều xuất thân từ Alphabet mọi người. Đó là cái nôi của rất nhiều người yêu bò sát luôn á. Thì Alphabet đã ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cái nền bò sát Việt Nam. Và những cái offline đầu tiên của Alphabet nó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái phong thái offline tính tới thời điểm bây giờ luôn. Rồi. Rồi kế tiếp đó chính là bạn Cu Minh Ho, là bạn Võ Tường Vi, là TikToker 1 triệu 3 follower mọi người. Mọi người cho một tràng pháo tay. 1 triệu 3 follower nha mọi người. Vi là làm về mảng cá vàng. Vi làm về mảng cá vàng và Vi rất là nổi tiếng nhưng mà rất là dễ thương các bạn. Vô cùng dễ thương. Và đi cùng với Vi là anh chồng của Vi. Anh Chí Thuận. Anh Chí Thuận là bên Goldfish. Bên Goldfish luôn các bạn. Rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ xin mời một trong những nhà tài trợ thường niên và những nhà tài trợ lâu năm của Thèm Rắn là HT Gladland để giới nó chia sẻ một đôi lời. Do tình hình sức khỏe cho nên anh Hứa Lê Hoàng Triều hôm nay sẽ không chia sẻ với chúng ta. Hy vọng là lần sau anh đủ sức khỏe hơn thì anh sẽ nói nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Thì Hứa Lê Hoàng Triều là một trong những nhà tài trợ rất là thường niên và lâu năm đối với lại Thèm Rắn, và họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền và chi phí cũng như công sức cho cái buổi offline ngày hôm nay. Rồi nói vậy đủ rồi. Rồi, các nhà tài trợ ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nhà tài trợ đầu tiên, và một cái nhà tài trợ có cái tên rất là sốc các bạn, là nhà Melin Exotic. Rồi Melin ơi. Dạ Melin Exotic.
mang thế giới bồn đến giường của bạn. Rồi, nhà tài trợ thứ hai là một nhà tài trợ cũng rất bất ngờ khi nhận được cái sự đồng ý của nhà tài trợ này, đó là Vietbet Garden. Và bạn Lê Gia đến từ Vietbet Garden. Nhà tài trợ thứ ba là mình là Thành Kim. Thành Kim rất là vui khi mà đứng đây với đại diện các bạn là những người yêu King Snack nha. Rất là vui. Nhà tài trợ thứ tư đó chính là Snack Gang nè mọi người. Và nhà tài trợ này hôm nay đã tài trợ tương đối nhiều luôn á. Nhà tài trợ rất là nhiều và một bộ tranh rất là xịn luôn mọi người. Rồi, đúng không? Và đó là danh sách từ những cái nhà tài trợ và chúng ta sẽ vô thẳng chương trình luôn các bạn. Vô thẳng chương trình luôn, chúng ta sẽ... Rồi, ok. Rồi, bắt đầu. Nó chứ thật ra là rắn, rết, nhện. Thu rất là sợ, nhưng được cái là Thu mê chơi cho nên Thu mới được làm admin trò chơi. Và bây giờ Thu rất là vui khi các bạn tham dự chơi với Thu ở đây. Và trò chơi đầu tiên của chúng ta sẽ là rắn đập trứng. Dạ rồi, xin mời các bạn supporter cho Thu gửi bong bóng cho 10 người đầu tiên bất kỳ mà các bạn muốn à. Chọn đi ạ. Bất cứ ai các bạn muốn. Giơ tay lên, phần thưởng là một con Amel Corn Snack. Alo. Bên đây nữa hả? Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người, những cái bạn nào có thể tên á, thì mình nên sẽ nhận bóng với mọi người. Mỗi người chỉ một cái bóng thôi mọi người. Mỗi người được một quả bóng. Mỗi người một bóng thôi. Mỗi người một quả bóng thôi mọi người. Và bạn nào có thể tên sẽ nhận được quả bóng của mình nha. Các bạn lưu ý cho mình là tất cả những cái bạn nữ á, tụi mình sẽ gather lại một cái khu vực chơi của nữ riêng à, và những bạn nam nào to con bự con á sẽ đấu với nhau chứ không đấu với bạn lùn quá nha, cùng cân nặng nha mọi người. Rồi nữ xin mời nữ mời xuống đây. À, mọi người nhớ một cái là mọi người đi đến mấy bạn supporter để lấy bong bóng của mình nha mọi người. Và cái bong bóng này rất quan trọng cho nó là mạng sống của mọi người luôn mọi người. Và các bạn nữ ơi, ai giới tính nữ, nữ chính gốc chứ không phải là nữ chuyển giới. Dạ mời vô giữa. Dạ rồi, những bạn nữ nào nữ chính gốc mình vô giữa nha. Không có xét chứng minh nhân dân, xét ngoại hình. Rồi, mời các bạn. Các bạn nữ lưu ý một kiểu là những cái túi xách đó mọi người có thể đưa cho người nhà mình giữ nha, và đưa cho người của ban tổ chức nha. Người nhà mình để trên này luôn. Rồi, 10 bạn tiếp theo xin mời qua vòng tròn cho anh Triều đứng ạ. Một lần nữ đúng không? Rồi, bây giờ anh sẽ lựa 10 bạn vô cái rồi. Ô này. Mời cái anh mới lên bàn Triều và anh Lê Nguyễn Anh Hiếu nữa. Thế xin nhận thương. Đúng rồi nhớ. Rồi, nhiệm vụ của các bạn bây giờ rồi, hãy cột cái bóng bóng đó thật chặt vào rồi, chân. Rồi, cột vô chân mình nha. Cột bóng bóng thật chặt vào chân. 10 người thôi, 10 người một lần thôi. Cột sao cho chắc nha. Cột sao cho chắc nha. Rồi, cột cái góc chân. Nó dở má, cột vô cái góc chân này nè. Cái góc kia cột, khổ chữ. Cổ chữ to quá. Xé dây ra được. Các bạn xé đôi dây ra. Dây này rất là dài. Không cần. Này giống như là đo cái cổ chân ai nhỏ hơn vậy đó. Dễ tay, chút xíu nhẹo cô gái anh đi anh cha. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn là giữ cưng của mình và đạp cưng của người khác. Nói chung là cái trò này ai mà chơi
Em tên gì? Em tên Nhật Anh. Rồi, các bạn nào cổ vũ cho bạn Nhật không ạ? Rồi, em tên gì? Em tên Tuấn Anh. Rồi, các bạn nào cổ vũ cho bạn Tuấn không ạ? Em tên Lâm. Rồi, có ai cổ vũ cho Lâm không ạ? Em tên Minh nè. Minh là Garen nè mọi người. Rồi, đây là một trong những bạn nữ win đợt đầu nè mọi người. Ơi, cổ vũ cho Tuyền các bạn ơi. Em tên Lệ ạ, hãy cổ vũ cho em chiến thắng mọi người. Rồi, cuối cùng là em. Dạ, em tên Duy ạ. Rồi nha, phổ biến luật lại một lần nữa nha. Đạp bể bóng của người khác hoặc là đẩy họ ra khỏi vòng nhưng mà không có xô đẩy. Không có xô đẩy nha mọi người. Và nhớ một chuyện đó là khi nhạc tắt mọi người không nói chuyện, không di chuyển luôn. Bởi vì vòng chung kết nên là sẽ quy định nó sẽ nghiêm ngặt hơn, nghĩa là sẽ có thêm cho anh hai giám khảo nữa đứng hai góc đi. Long ơi, cho anh hai giám khảo đứng hai góc đi Long. Là không cử động nha mọi người, và ban tổ chức sẽ có người vô làm phiền mọi người nha. Rồi, ok, chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi bây giờ cái luật mới nha. Hai chân đều phải đặt xuống đất nha. Hai chân đều phải đặt xuống đất nha mọi người. Biết sao không? Tại chơi giỏi quá. Không ngờ đứng chân lâu vậy. Rồi cho hai chân đứng đất né. Hai chân đặt xuống đất nha mọi người. Chỉ né thôi mọi người, không được co chân lên nha. Rồi mời các bạn vô nè. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Có 10 giây nè mọi người. Nên mọi người không có thời gian, mọi người sạch Google đâu mọi người. Dạ điện thoại dạ. Chúng nó rất là khó, thời gian nó sạch Google đâu mọi người.
Mà nếu bạn bè có giúp đỡ lẫn nhau á thì mình nên nhớ rằng cái người mà các bạn giúp á là đối thủ của các bạn luôn sau này luôn, nên là mình tốt nhất là mình đừng nên giúp đỡ lẫn nhau nha mọi người, đặc biệt là bạn Phú Lê. Và người nào thua thì mình vui lòng là rời khỏi cái tập thể này và mình qua bên kia để những người chiến thắng còn ở đây nha. Nha, các bạn nhớ nha, những người nào thua thì mọi người có thể cầm cái bảng đứng lên và đi ra. Trò chơi tiếp theo của chúng ta được mang tên là Rung Đuôi Vàng. Dạ cho hỏi, ở đây các bạn có ai từng biết chương trình Rung Chung Vàng chưa ạ? Rồi, như vậy thì Thu sẽ giới thiệu về chương trình này. Ở trên đây chúng ta sẽ có các gói câu hỏi. Và khi câu hỏi đọc ra, các bạn có 10 giây để ghi đáp án ra. Sau 10 giây, Thu kêu thì hết 10 giây là các bạn đồng loạt đưa đáp án của mình lên. Người nào trả lời đúng thì tiếp tục được đi vào câu tiếp theo. Còn người nào sai thì vui lòng cùng với ghế của mình đi ra bên ngoài. Và khi các bạn dơ cái câu trả lời các bạn lên á thì các bạn phải giữ nguyên cái câu trả lời đó nha. Rồi ban giám khảo bắt đầu coi. Giữ không rút xuống nha. Mình đúng xuống mình loại nha. Và mọi người đã có bảng hết chưa ạ? Có phấn hết chưa ạ? Chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Có một cái bật mí nhỏ nhỏ là những cái khúc đầu nó rất là dễ nuốt, nó dễ nuốt kinh khủng luôn. Các bạn theo dõi đọc về những cái tin tức về rắn thì nó rất là dễ. Nhưng mà từ cái câu 7, câu 8 trở lên là nó đã bắt đầu phân hóa ra là nhà vô địch là không hay là không nhà vô địch rồi. Và cái câu từ tầm khoảng 20 trở lên là nó mức độ khó kinh khủng lắm nha. Thì đó là mình nói trước, mình phải nói trước để cho mấy bạn trong tâm thế là phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà để coi coi mấy bạn qua được 10 câu đầu tiên của ban tổ chức được hay không bạn. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu nha! 1, 2, 3, câu đầu tiên bắt đầu! Câu đầu tiên là luật chơi. Câu số 1, 4 con dưới đây. Đâu là con không thuộc lớp bò sát? A. Spirit Dragon. B. Iguana. C. Rết. D. Leopardgecko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chưa! Các bạn có thể ghi cái con đó ra hoặc là ghi chữ cũng được nha. Rồi! Giữ nguyên nha. Rõ ràng không có e luôn. Nè cameraman lên quay phim nó ghi chữ e hay chữ. Bây giờ mọi người ơi, cái này là chữ gì? Bây giờ ai đồng lý cho bạn này bị loại với tao lên. Quá xui. Con này quá dễ mà. Hết hồn liền không? Phải cẩn thận nha mọi người. Cẩn thận nha. Rồi. Ghi đúng chính tả nha. Đối với cái đáp án ABCD mình vui lòng là ghi ABCD nha. Và đây là rớt các bạn. Rồi. Rớt nha. Các bạn có thể ghi cái câu đó ra luôn hoặc là ghi cái chữ trước đó ra luôn cũng được. Rồi. Mời câu số 2. Bắt đầu. Câu số 2. Bọ cạp có mấy cấp độ độc? A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Bò cạp có mấy cấp độ độc? A 4, B 5, C 2, D 3. Dỡ lên, dỡ nắng lên. 5, 4, 3, 2, 1. Có ai em dỡ không? Rồi, đáp án là đáp án B mọi người. Có 5 cấp độ độc. 5 cấp độ độc mọi người. Rồi, cảm ơn. Đã có những hy sinh đầu tiên bị loại. Ở cấp độ 5 của bò cạp của mọi người là độc có thể gây chết người mọi người. Còn ở cấp độ 1 thì nó hoàn toàn là gần như là vô hại. Nhưng mà đối với con nít thì nó vẫn có thể gây ảnh hưởng mọi người. Nhưng nghĩa là không phải tất cả các loài bò cạp đều xấu như mình nghĩ nha. Rồi. Và mọi người ơi, bây giờ là mình ghi đáp án. Ban tổ chức kêu dở lên mới dở. Tại vì mình dở vậy á, mấy người không biết quay qua vậy nè. Cập bi nha, mình đang tranh giành với nhau. Ok chưa? Có bao nhiêu người bị loại rồi ta? Mới có vài người à. Vài người à. Cập bi lẹ quá à. Quay trái quay phải ghẹ, đi lẹ lắm. Quá lẹ. Rồi, tiếp tục. Câu số 3. California King Snake đến từ đâu? A. California. B. Texas. C. Ohio. D. Florida. Có
quá dễ luôn mọi người. Wow, con này không ai sai hết luôn. Quá dễ. Xóa những cái máy kia nha mọi người. Rồi Kali Phúc Nga Kia Snack đến từ tiểu bang Kali Phúc Nga mọi người. Và nó công bố gần như là hầu hết cái tiêu cực đó luôn. Mày giống như hỏi chiều ơi mày tên gì. Rồi tiếp tục. Cậu số 4 luôn mọi người. Cậu số 4. Bumi Spartan là tên gọi của loài trăn nào của Việt Nam? A. Trăn gấm. B. Trăn cọc. C. Trăn đất. D. Trăn bóng. Trả lời đi. Trả lời đi mọi người. Rồi. Rồi nha. Rồi, có chăn bóng nè. Rồi, chăn bóng lên. Đây màu. Mời bóng lên. Rồi, đứng lên. Câu D. Câu D luôn, có một bạn nữ câu D nè. Tôi thấy rồi, bay luôn. Kệ kệ câu A, kệ tôi mới thấy ai. Rồi, đáp án Bumi Spider thành là tên gọi của loài chăn đất nha mọi người. À, có A kìa. Có A kìa. Thấy đáp án lạ lắm. Trăng đất nha mọi người, trăng đất nha. Chắc không? Các bạn đừng có tự tin nha mấy bạn, đây là những câu đầu tiên thôi nha mấy bạn. Và bây giờ để những người sẽ bị thua sẽ bị ban tổ chức thu bảng. Bảng đó vẫn là của bạn cho đến cuối giờ, ban tổ chức sẽ gửi lại. Vẫn là phần chơi nhưng mà tại có nhiều người chen gián mọi người. Rồi, chơi xong rồi chơi thì lại okay, đây. Ok chưa? Rồi, trăng đất một loài trăng rất là lớn của Việt Nam rồi mọi người. Câu số 5. Rồi, câu số 5. Reticulated Python là loài trăng nào của Việt Nam? A. Trăng gấm. B. Trăng cọc. C. Trăng đất. Và D. là trăng bóng. Hà dơ. Reticulated Python. Yeah, đúng, đúng, đúng. Rồi, kê kê đáp án B luôn anh ơi. Rồi, B luôn rồi. Ôi. Chơi cục cưng. Chơi chân kè. Cái này chân kè. Anh kè, anh kè. Chỗ nào là chân kè. Bài B đúng không? Bài B đúng không? Ok, mời các bạn hạ bản xuống. Đó là loài chăn gấm các bạn. Cho một chèo hỗ tay những người còn sống sót rồi nào. Rồi, tiếp. Con số 6. Leo mắt các cô có gì? Có ăn da của chúng sau khi lột hay không? A đúng, B sai. 1, 2, 3 chưa? Ủa, ai ra mấy câu hỏi này vậy? Có A đúng. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy rồi nha. Anh Nhân. Anh Nhân thầu hết rồi. Câu số 7 bắt đầu. Số 7. Rắn ngô ăn gì? A. Ngô. B. Bắp. C. Bắp rang bơ. D. Chuột. Có bé bé chưa? Lên. Sống hết các bạn ơi, sống hết. Dễ quá mà. Dễ quá. Ví dụ em hỏi ai phải câu này vậy? Đúng sàn luôn á. Mình yêu các bạn, mình muốn các bạn sống sót rồi tới câu này các bạn. Cho mình chạy khỏi đây. Tôi thích cooking snack. Cẩn thận nha mọi người. B. Rắn. C. Thằng lằn. D. Chuột. Cảm nhắm. Chưa nha. Chưa. Này gì được người sai đó nè. 1, 2, 3, chưa. Lại hơi bị nhiều nha mọi người. Bây màu nha. Ê, hình như cái này loại hết luôn rồi đó. Đáp án đúng là đáp án C mọi người. King Snack nó rất là thích ăn thằng lằn và một số con King á, nó ăn thằng lằn nó sẽ bỏ ăn tất cả món khác luôn. Rồi xin nhắc con này cho mọi người. Để cái này là cái lời cảnh báo cho mọi người á, là đừng chủ quan nha. Đừng chủ quan nha. Chứ quá dễ thương. Nghĩa cái lực bằng hết rồi. Câu số 9 bắt đầu. Kể tên một loài nhện Tarantula mà bạn biết. Có thể biết thoải mái tên con gì cũng được luôn. Có thể biết tắt cũng được nha mọi người. Nhưng mà khi mình anh hỏi con nó là gì thì mọi người phải nói nha.
Ê, cái bên này chơi kỳ nha. Ủa, cái này rét rung nhiều quá. Cái này rét rung không luôn. Nó nhiêu ca là con gì? Ở tôi mừng quá, có con OBB lạ nè. Quay cái này rét mi nè. Sao hả? Early hair. Rét mi. Rét mi. Rét mi. Vỗ tay các bạn. Chiến thần luôn, chiến thần luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục câu tiếp theo luôn. Kể tên một mớp con snack mà các bạn biết. Mới nói luôn. Nói ra xuống. Ủa nó mồ đâu phải mập. Snack mà các bạn biết. Quá dễ luôn. Mớp nha mọi người. Mớp nha mọi người. 5 4 3 2 1 chưa? Cali, mớp Cali, sắc Cali. Lát ngày ngoài, lát ngày ngoài đúng. Quay sai không có, không quay sai. Rồi, lấy lại các bạn. Quay sweep hả? Quay sweep, ok lại. Sai. Ok, 2 1 2 1. Nhiều bọn, heo heo heo. Nhiều bọn là cái phay mà. Không, nhiều bọn nó là một luôn. Chấp nhận luôn ha. Nhiều bọn, đúng. Bọn phát luôn á, heo hoài đúng. Lát hoài đúng. Bọn bọn phát sần đúng, chính xác được rồi. Xem gì là con, lát hoài, ok. Lát hoài, rồi. Thật ra là cái con lát hoài mình không công nhận nó là một con, một boss. Nó chỉ là một cái con local quality thôi. Nhưng mà hoa cả. Cứ qua tiếp, thì cái con xanh cũng chết nhiều lắm. Rock King Snake được gọi là Florida King Snake là đúng hay sai? 5, 4, 3, 2, 1, 1. À, sai rồi, quay màu. Đó lớn nè, chưa nhảy á. Không, thời điểm ban đầu là cái con Rock King á là một cái con đến từ Nam hay miền Bắc mình không nhớ. Nhưng mà cái con Florida là đến từ Nam miền Bắc cũng nhớ. Nhưng mà một con Nam và con Bắc. Nhưng mà sau này người ta gọi nó lại thành một con duy nhất gọi là Florida hoặc là Brock tùy. Nên là câu trả lời sẽ là câu đúng. Câu trả lời là câu đúng hả? Nó lọt lại. Rồi, đọc kỹ vậy. Đọc kỹ vậy. Cảm thấy chưa đọc tôi lúc này gọi các bạn. Gọi một tên duy nhất thôi. Nghĩa là nó có thể gọi là Brock hoặc gọi là Florida tùy nó. Ở đây có một sự thú vị luôn. Có cặp kia chơi đôi mọi người. Ăn kia, em kia B. Đứa nào thắng thì lại, đứa nào đúng thì lại. Ủa tại sao Phú Lê còn lại đó? Còn Phi? Sao? Sao mà sao mà Linh được chơi được? Đó, bây giờ dưới đây còn sống với bạn nữa rồi. Ồ, còn nhiều quá ha. Rồi, tiếp tục. MBK là tên viết tắt của loài rắn nào dưới đây? A.
Mexico Black King, B Mexican Black King, C Max Black King, D là Mexicana Black King. 5, 4, 3, 2, 1, chưa? Đáp án này đáp án B mọi người. Mexico. Ai à? À rồi bay màu luôn. Rồi Messi cầm đi mọi người, rồi tiếp tục, cái này con này quá dễ luôn. Mọi người Lâm, bắt đầu. Cơ chế thánh độc của rắn Morgan Snake được hình thành qua A, được phát triển qua quá trình săn mồi bị rắn độc cắn. B, nó từ khi nở ra do quá trình tiến hóa thích nghi. C, được con người hỗ trợ bơm thêm kháng độc. D, cả A và B đều đúng. 5, 4, 3, 2, 1, chưa? Wow. Có căng này nha. Rồi bây giờ mình xin thông báo nha, đáp án đúng là đáp án B mọi người. Ối lộn, đáp án đúng là đáp án B mọi người. Có một cái nghiên cứu gần đây á, của một cái đại học ở Mỹ á, thì là con California King Snake nó có khả năng kháng độc từ lúc nhỏ luôn, sau khi nó nở ra. Do quá trình là nó săn rắn độc riết á thì nó bắt đầu tiến hóa. Nó hồi trước đó là người ta chứng minh cái câu A rồi, nhưng mà câu A nó không đúng. Tại vì cái quá trình mà săn mồi bị rắn cắn là có nghĩa là những cái con non nó nở ra nó chưa có và nó bị cắn thì nó mới ấy, còn con này là con non nó nở ra rồi. Rồi cho tôi hỏi những người còn sống sót đâu, bạn giơ lên cho những người còn sống sót mọi người. Còn bao nhiêu người sống sót vậy? Bạn giơ lên, giơ tay lên. 1 2 3 4. Rồi mời 4 người sống sót lên trên này ngồi nha mọi người. Mời những người còn lại mời người sống sót. Không Rồi cho các bạn sẽ làm xin một cái ghế này, xin cái ghế cho 4 người vậy. Đây. Căng thẳng không kỳ? Sao nhiều lắm mà mình còn tham gia cuộc thi này chứ kỳ? Bây giờ, đúng hết. Đúng hết luôn, lội đúng hết. Rồi, rồi em thấy sao em? Dễ quá. Sao bây giờ mình cảm thấy sao xa đồng đội rồi, không ai giúp đỡ rồi, giờ sao? Mất em là... Có 4 người luôn mà. Rồi ok. Rồi câu 16. Đâu là loài indigo lớn nhất trong những loài indigo dưới đây? A. Yellow tail, B. Mexican red tail, C. Black tail ripple, D. Eastern indigo. Câu này phải cực kỳ cẩn thận nha mọi người. Cực kỳ cẩn thận nha mọi người. Mình nhắc lại nha. 5, 4, 3, 2, 1, nhớ. À, có vẻ là sai hết rồi mọi người. Rồi mình sẽ vượt qua câu khác. Nếu mà tất cả mọi người đều sai. Mình đúng mà. Không, bạn không có đây. Bạn thẻ màu gì vậy? Cái con lớn nhất thế giới hiện giờ của indigo là con yellow tail nha. Nó kích thước nó lên khoảng 3.3 mét. Nó là một trong những loài indigo lớn nhất, cũng như là một trong những loài indigo hung dữ nhất nha mọi người. Và con baby của nó cực kỳ khó nuôi luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục. Rắn nước Colubrid là rắn sống ở dưới nước, đúng hay sai? 5, 4, 3, 2, 1, chưa? 50-50. Rồi ok, 3. Là sai không? Rồi tiếp tục luôn. Rồi câu 17. Rắn lục đuôi đỏ Trimeresurus Arbolabris là loài đẻ trứng, đúng hay sai? 5, 4, à, rồi đúng hết, tiếp tục. Rồi câu 18. Chai Polar Hot Snow Snack là một dạng đột biến của Western Hot Snow Snack, đúng hay sai? 5, 4, 3, 2, 1, chưa? Rồi, đó là sai mọi người. Chai Polar. Chai Polar Hot Snow Snack là một cái loài Hot Snow đến từ Nam Mỹ mọi người. Nó là và bây giờ còn 2 người sống mọi người, các bạn cho chèo bóng tay. Rồi bắt đầu từ cái câu mà bắt đầu từ cái giai đoạn này thì anh thêm một cái luật nữa cho mọi người là mọi người sẽ có 3 quyền nghĩa.
ba quyền trợ giúp nghe đi, như lại là chị Phối mọi người. Quyền trợ giúp thứ nhất là được hỏi người thân, hỏi người thân nha, hoặc bạn bè của mình nha. Anh thân với em không? Anh thân với em không? Không. Được thứ hai là hỏi khán giả, nhưng khán giả được quyền là dụ người chiến thắng nha, nghĩa là khán giả có được quyền đưa ra đáp án sai mọi người. Trời ơi, ai mà dụ chắc ra ngoài. Và cuối cùng á là được khen từ ban giám khảo một chút rồi. Một khen nha. Một khen là một cái không của anh Hiếu. Rồi, ok mọi người. Rồi, bắt đầu câu 19 của vòng chung kết giữa Kỳ có rất nhiều rắn nhưng vẫn thiêu để lấy thêm rắn. Và Phí Mạnh Hùng, các bạn nhớ kèo hết đây. Rồi, ok, bắt đầu câu 19. Rắn vua King Snake không thể kháng được độc của loài rắn nào sau đây? Câu A, Western Diamondback Rattlesnake. Câu B, Copperhead. Và câu C là Coral Snake, là rắn san hô. Các bạn muốn tiền luôn đáp án hay muốn nhờ sự hỗ trợ? Và những câu này các bạn nó sẽ có 10 giây nha. Cho các bạn 10 giây. 10. Đấy, đấy, đấy nè. Khi các bạn cần trợ giúp thì các bạn... Trợ giúp. Rồi. 5. 4. 3. 2. 1. Vô bạn. Rồi chán ghê. Thiệt luôn á, là cái cảm giác mà tin tưởng Phú Lê nó đó. Đó có gì vậy? Đúng. Đáp án C rồi, đáp án chính xác một lần. Cái cảm xúc luôn ạ. Cảm xúc khi mình đặt niềm tin vào Phú Lê. Thôi Phú Lê. Lúc mà cái mảnh quyết của mình đã đặt niềm giữa A vô mắt cười, cười không chịu nổi luôn. Bao nữa. Người ta không xài mình giúp, người ta lội luôn. Cảm ơn em, Phú Mạnh Hùng. Đáp án C mọi người. Hai cái con nó kêu là hai con mà tụi California King Snake hay săn mồi nhất luôn mọi người. Thì nó kháng được hai con này, nhưng mà cái con này nó kháng không được. Thì nó là đánh người đúng mọi người. Đúng rồi, là mà con kinh nó không kháng được độc thần kinh nha mọi người. Người mới vừa nhắc anh Hiếu là admin Nguyễn Phú. Admin Nguyễn Phú là một những admin chuyên về đánh độc nha. Rồi, hỏi những câu hỏi tiếp theo luôn. Thử, bây giờ mình thử cho mọi người. Câu 19, đâu? Bây giờ thử sẽ tặng một phần quà đi. Sẽ tặng một cái pin của HT luôn. Rồi, một cái pin luôn. Giảm giá 10 lít. Đúng rồi. Và mãi giảm giá 10 lít luôn. 20% mãi giảm giá online thần luôn. Đây là mẫu nha, đây là pin cài áo HT. Rồi, ok. Vậy đâu là loài nắng độc nhất Úc? Câu A là Inland Taipan. Câu B là Eastern Brown Snake. Câu C là Mainland Tiger Snake. Và câu D là Castle Taipan. Rồi, mời em. Mời bạn nữ. Câu B hả? Dạ, em sai rồi. Rồi, mời em. Câu C, sai luôn. Rồi, hai câu cuối. Câu cuối. Rồi, mời bạn. Câu A, Inland Taipan đúng không mọi người? Đây là một loài rắn rất là độc của Úc nha mọi người. Và nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái con này á rất là thú vị mọi người, là có rất nhiều người nuôi tụi nó xác nhận là nó rất là hiền mọi người. Nó rất là hiền và cái tỷ lệ nó cắn mọi người vô cùng ít luôn. Nhưng mà con này cắn thì khá là phiền. Và theo mình đã hỏi bên hội Việt Snack á, thì cái con này mỗi cái vùng phân bố của nó có cái cách xeo độc khác nhau, và khiến cho cái việc là trị của nó là khá là phức tạp ha. Và thường là tỷ lệ tử vong của nó là khoảng 40 phút mọi người sau khi bị cắn. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Và câu tiếp theo sẽ là một câu rất khó. Và câu này sẽ được tặng luôn áo Snackerhead kèm răng. Thưa mọi người, tặng áo Snackerhead nha. Và câu này là bây giờ là đợi ban tổ chức đếm 5, 4, 3, 2, 1. Ai giơ tay nhanh nhất sẽ được chọn. Rồi, bây giờ ban tổ chức đứng coi mọi người ai giơ tay nhanh nhất nha. Một cái áo Snackerhead các bạn ở ngoài làm giám khảo giúp dùm hôn nha. Rồi nha.
Đâu là rắn độc có răng nanh dài nhất nước Úc, có thể lên tới 13mm? A. Inland Taipan. B. Eastern Brown Snake. C. Mainland Tiger Snake. Và D. là Castor Taipan. 5, 4, 3, 2, 1, dứt! Bạn nghe mắt kính là mình thấy đầu tiên. Rồi bây giờ nhớ lại đi, đếm lại đi. Đếm lại một lần nữa đi. Camera quay lại giùm cô là bằng chứng nè. 5, 4, 3, 2, 1. Nữ, rồi. Câu C là Mainland Tiger Snack là không phải mọi người. Thôi cô ở cuối cùng. Rồi đếm lại, đếm lại, đếm lại. Đếm lại, bỏ lại xuống đếm lại nè. Lần này đúng thì mới được. Câu D là câu chính xác. Castor Taipan nó là nó cũng cùng cùng với lại tụi Ireland luôn. Nhưng mà nó là một trong những loài mà có răng nanh dài nhất lúa và một trong những loài mà cực kỳ nguy hiểm luôn mọi người. Tại vì cái tỷ lệ gây chết người bởi con này rất cao và cái số lượng mà ca tử vong bởi con này cũng cao không kém luôn á. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng. Có gì được liên hệ với lại bạn tổ chức á, hay là bạn áo nha. Rồi. Là cái nội dung tiếp theo của sứ giả Lan Man. Hôm nay mình có một con rắn hổ mang ở phía bên trên này. Các bạn nếu mà có một cái câu hỏi gì liên quan đến bò sát, liên quan đến các loài động vật độc thì các bạn cứ đặt câu hỏi thoải mái, tại vì hôm nay ở đây có tất cả những người có rất là nhiều kiến thức, ví dụ như là anh Trắc Huy, anh Nam Ngô, anh Đăng, tất cả mọi người đây có thể hỗ trợ các bạn về kiến thức chăn nuôi, về sinh thái, về tất cả mọi cái vấn đề các bạn đặt ra câu hỏi. Vì vậy các bạn hãy chuẩn bị câu hỏi đi, lát nữa mọi người sẽ hỗ trợ các bạn. Rồi, ok, sau đây là màn siết của sứ giả rừng xanh, các bạn vào trong chào hỏi tay các bạn ơi. À quên nữa là các bạn lúc mà sứ giả rừng xanh đó đang chia sẻ về cái vấn đề tương tác với con rắn độc này á, thì các bạn nhớ để ý và lắng nghe, tại vì sau đó sứ giả rừng xanh sẽ đặt cái câu hỏi và sẽ chọn ra một bạn và sẽ có phần quà cho bạn đó nha. Rồi Hiếu nói làm siết là không đúng rồi đó, nghe nó phi giáo dục nha. Cái này á gọi là workshop đi ha, workshop mình sẽ cho các bạn thấy một con rắn độc đó cư xử như thế nào khi mà gặp các bạn. Các bạn sẽ phải làm gì khi mà gặp một con rắn độc như vậy? Rồi, phụ cho sứ giả lên xanh đó là bạn Phú nha. Rồi, ok Phú. Mở đi em sao đâu, còn túi bên trong em. Giới thiệu với các bạn, đây là một rắn hổ mang một mắt kính rất là bự. Bạn này có thể nói là một cái bạn mà lớn nhất ở trong trong trại. Phú cầm cái micro giùm. Sorry mọi người nha. Hải ơi, Hải, em giờ con slide với lại con bùn nó vô cái mọi người thấy mình mua rất là nhiều móc nhưng mà thực ra móc là để làm màu, còn bình thường dùng tay. Wow, lại vô chào hỏi tay rồi. Các bạn làm gì cũng được nhưng mà phải làm màu nhiều lên, làm được là phải nói được. Các bạn làm được, các bạn không nói không có ai biết cả, ở trong công ty cũng vậy. New Bay hay rắn độc được không anh? Hả? Anh đem con bình thường thôi, tại vì anh sợ bị kiểm duyệt, sợ bị mất hàng. Không có đem hàng, mắc tiền đi. Còn các bạn này cũng rất là ấn tượng nha, tại vì là không phải lúc nào các bạn cũng thấy một đàn ánh hổ mang mà nó có cái trọng lượng như thế này đâu. Rồi, mọi người xa khu vực chút nha mọi người. Không sao đâu, các bạn cứ ngồi ra đi để anh kiểm soát con rắn cho. Các bạn kêu chào tay mọi người. Kêu chào tay mọi người. Bạn rắn này bạn ấy đang chuẩn bị thay da đó nên là bạn ấy sẽ hơi khó chịu lắm.
má mình đừng có qua đây. Tụi em không có quyết thanh anh ơi. Em thấy cái xe đứng đằng trước màu trắng và có đồng á. Anh coi chừng nó chui vô anh. Đây là bàn ăn phòng ăn một mắt kính này, nếu mà ở trong tự nhiên thì các bạn sẽ không thấy cái kích thước này. Bình thường thì ở trong các cái trang trại thì nó sẽ có kích thước này, nhưng mà hàng ngàn con mới có một con nó đạt đến cái kích thước khủng như thế này thôi. Nghe nói là ai có cặp bánh Indigo bự lắm đúng không các bạn? Đúng rồi. Không xin nghe gì. Nhớ. Hôm bữa thấy Adkin của Thèm Kinh đang con rắn Indigo 5,5 kg. Trời ơi, con rắn của mai này 5,6 kg. Mừng một chấm luôn. Hơn một chấm. Thì bình thường đó các bạn sẽ thấy là rắn của mai nó sẽ, nếu mà tiếp xúc con người thì nó sẽ chủ động nó bỏ đi, chứ nó không có tấn công. Vì vậy nên là 99% các cái ca bị rắn cắn ở Việt Nam là do cố tình bắt một con rắn có độc, chứ không phải là em đang chạy xe với tốc độ 60 km/h và con rắn nó bay ra tắm nè. Không có chuyện đó nha. Rồi các bạn có câu hỏi gì liên quan đến các loại bò sát có độc không? Rồi các bạn, câu hỏi đầu tiên nè. Em cho em hỏi là có lần em thấy anh tương tác với một con rắn là anh biết là lúc nào nó chuẩn bị cắm ấy. Ừ. Anh cho em hỏi là thế nào để nhận biết ạ? Làm thế nào hả? Thực ra thì ở trái đất ấy, cái loài mà khó đoán nhất là con người thôi. Còn tất cả các loài động vật là kéo giữa. Ví dụ như là các loài rắn, các loài bò sát lưỡng cư thì nó sẽ có cái hành vi tập tính rất là dễ đoán. Ví dụ như các bạn để ý con rắn hổ mang thì nó sẽ bành mang trước khi nó cắn đúng không? Thì các bạn có thể nắm bắt được cái hành vi của nó trước khi nó đưa ra một cái quyết định gì đó trong tương lai. Vì vậy nên là khi mà các bạn quan sát con rắn ở trong môi trường tự nhiên á, nếu các bạn thấy nó nằm ở trên cây mà nằm theo cái hình chữ S á, thì có nghĩa là nó đang sẵn sàng để nó săn mồi. Vì vậy nên là, tại vì các bạn hình dung là khi mà con rắn nó nằm thẳng ra như thế này thì nó không thể nào nó đưa ra một cái cú cắn lý tưởng để mà săn mồi được. Thì các bạn sẽ biết là con rắn nó đang săn mồi đó. Còn bây giờ con rắn nó đang cố tình nó bỏ đi nè, nó sẽ không thể nào nó săn mồi trong cái chiều dài của cơ thể mà nó chuỗi thẳng ra như thế này được. Rồi tiếp tục, có ai là câu hỏi không mọi người? Rồi cho em hỏi cách xử lý khi mà bị một con bé cái này là do anh chuột nè. Em có chụp ảnh đúng không? Chờ anh tí để anh cho nó vào trong túi đi ha, xong rồi anh tương tác với các bạn cho nó dễ, tại vì vừa kiểm soát con rắn rồi vừa nói chuyện với các bạn nó sẽ mất thời gian đó. Ví dụ rắn hổ mang, cặp nong, cặp nia, rắn hổ chúa, khi mà bị xảy ra tai nạn đối với các loại rắn này, các bạn sẽ garo băng ép. Garo không phải là garo tuyệt đối để máu không lưu thông được nha. Các bạn băng ép giống như là khi mà bị gãy tay, gãy chân đó. Tại vì ấy, cái cơ chế của độc động thần kinh, khi mà các bạn quan sát một rắn hổ mang hay là rắn độc thần kinh, các bạn sẽ thấy răng của nó rất là ngắn. Thì cái răng ngắn này, ấy, cái mục đích của mẹ tự nhiên đó, có nghĩa là khi mà cắm vào để mà tiêm vào trong da đó, thì nọc độc nó sẽ nằm ở ngay dưới da thôi. Ngay dưới da của chúng ta nó có một cái hệ gọi là hệ bạch huyết.
cái hệ bạch huyết đó nó không hoạt động giống như là hệ tuần hoàn, nó sẽ không có tim để co bóp để đẩy máu hoặc là các cái dung dịch đi cho cơ thể. Nó sẽ có nhu động, có nghĩa là nó sẽ chủ động nó co bóp, hoặc là khi mà các bạn cử động tay á thì cái động tác đó nó sẽ chủ động nó đẩy cái hệ bạch huyết để hoạt động. Thì khi mà nọc độc nó được tiêm dưới da rồi đó thì các bạn đừng có cử động cái chi này, thì đó là cái cách tốt nhất. Và khi mà các bạn băng ép nó lại á thì nó sẽ giảm cái nhu động dưới da, thì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để di chuyển đến cái xe màu trắng ngoài kia. Còn đối với rắn độc máu á, thì các bạn chẳng cần làm gì cả, cũng không cần phải rửa đâu, rửa nó mất thời gian lắm, tốn nước nữa. Các bạn cứ đi thẳng đến bệnh viện, không cần phải đi nhanh lắm, đi từ từ thôi, hay làm giao thông thôi. Giờ đi cho nó nhanh. Còn cái nào còn ai còn câu hỏi nào khác không ạ? Là người bán mình này. Không đủ cho bên đây nha. Cho em hỏi là anh đã bận áo hồng bao nhiêu lần rồi? Ủa gì vậy? Cái này là hỏi cả bên em sẽ mẫu luôn. Mình bận áo hồng khoảng 4 lần. Có nghĩa là khi mà bị rắn cắn mà bị nghiêm trọng thì mới phải mặc áo hồng thôi, chứ còn nếu mà bị bình thường thì bác sĩ không cho ở lại, nên là sẽ được về trong khoảng vài tiếng thôi, nên là nhỏ lẻ lớn 4 lần đó mình, sắp tới thì chưa biết. Nhưng mà lần nào lần nặng nhất rồi. Nếu bị một con rắn bỏ mang sofa của Thái Lan cắn, không biết anh Thái Bảo Huỳnh Kim hôm nay không có đi. Thì cái con rắn đó là con rắn mà anh Thái Bảo Huỳnh Kim đưa cho mình nuôi cách đây khoảng 5 năm. Đó là xuất xứ con rắn, thì sau khi mà bị cắn một nanh, sau khi con rắn ăn nha, có nghĩa là cái nọc độc nó đã giảm đi rất là nhiều rồi, và chỉ bị một nanh thôi, nhưng mà sau khoảng 30 phút thì bắt đầu mình có dấu hiệu sụp mí và sốc nhẹ, có nghĩa là bị nổi. Thì đó là cái trải nghiệm tốt đẹp nhất. Mình thở máy và mình đi vệ sinh ở trong biển, đó là một cái trải nghiệm không thể nào quên được. Có nghĩa là mình có thể ý thức được tất cả mọi việc ở xung quanh, nhưng mà mình không có nước thay lên được thôi. Chê đồ quá. Cái ói là cái sốc ban đầu ấy. Ví dụ như là khi mà mình bị một cái chất lạ gì vào trong cơ thể thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Sốc nhẹ thì mình sẽ bị chóng mặt, hoa mắt này, bị ói mửa. Còn sốc nặng thì nó sẽ gọi là sốc phản vệ đó, thì cơ chế mình nó sẽ phản ứng cực đoan với cái chất lạ đó, thì mình có thể bị chết nhanh hơn là bị nhiễm độc nữa. Ok. Rồi bây giờ nếu mà mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì bây giờ là Phạm Minh Hiếu sẽ đặt một cái câu hỏi cho tất cả mọi người, và nó sẽ có phần quà của Phạm Minh Hiếu trao cho mọi người nha. Rồi ok. Ok, tại vì lúc nãy giờ chia sẻ về chúng ta cần cân đối tặng super. Bây giờ nói về rắn độc hơi nhiều rồi ha, tốn nhiều thời gian của em kinh quá. Bây giờ mình sẽ hỏi một cái câu hỏi nó rất là phổ quát, nó sẽ liên quan đến tất cả các loài bò sát không có chân, có vảy và bốn chân và các bạn đang nuôi. Sau khi mà một con rắn nó bị bệnh hoặc là nó nhịn ăn lâu thì các bạn cho ăn là ăn nhiều, ăn ít hay là ăn bình thường? Tại sao? Tất cả luôn, iguana, rắn, chăn, tất cả những cái loài mà các bạn đang nuôi. Em biết trả lời không anh? Rồi, mời em lên luôn em. Lên biết đâu được trả lời ra đúng không? Câu hỏi này nó rất là khó nha, nó liên quan đến kiến thức về y nữa. Em biết được rồi. Sao em có dân y không? Ví dụ như em có dân y không? May quá, dễ gì lấy quà quá. Tức lại là sau khi mà nó bệnh em cũng sẽ nhớ được cái bệnh quá. Tại sao là hết em tại hệ tiêu hóa. Tại sao là hết thật? Thì cái thời gian bệnh nó sẽ cái hệ tiêu hóa nó lâu không? Nó lâu nó không hoạt động thì nó phải sẵn sàng cho cái chuyện đó chứ. Nó sẽ có nhiều enzyme hơn, nó sẽ có nhiều các cái yếu tố để mà tiêu hóa thức ăn ở trong cơ thể hơn. Không có dễ đâu. Chúng mình bị dắt rồi. Dễ ăn đâu. Không phải muốn ăn con rắn làm sao mà dễ đâu. Có cái bà nói là nên
cho anh biết thôi, tại vì sau khi mà con rắn nó trải qua một cái giai đoạn mà nó không thuận lợi như vậy thì cơ địa con rắn nó sẽ không khỏe và con rắn nó sẽ cần có thời gian, cần có năng lượng để mà tiêu hóa một cái khối lượng thức ăn lớn hơn, đúng không? Thì câu trả lời của bạn đúng nhưng chưa đủ. Bổ sung cho bạn thêm một ý nữa là khi mà các bạn có một cái loại động vật nào mà các bạn đang chăm sóc xong rồi nó bỏ ăn, xong rồi các bạn cho ăn lại và nó bị cái tình trạng nó bị niềng và nó bị quằn quại, sau đó nó chết á, cái tình trạng đó có ai gặp chưa? Rắm nhiều rồi đúng không? Ở chăn nữa anh. Cái chạy thì bỏ tay số đi, chạy nào cũng bị hết á. Đừng có vạch áo cho người xem lưng nữa. Cháu nãy giờ chuột của anh tốt quá, mình chăn kẹp béo chết. Bỏ tay đi lên. Hay quá. Không biết làm sao cho vừa lòng luôn. Bây giờ cái điện kêu là anh lấy cho em chuột 60 gram thì lấy chuột 60 gram. Bây giờ đâu có chạy nào mà ra được cái chuột mà có cái trọng lượng như vậy đâu. Bây giờ mập cũng nói nữa. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, ok. Vậy là câu Hiếu có đồng ý câu trả lời của bạn không? Bạn trả lời đúng nhưng mà chưa đủ. Để xem có bạn nào có câu trả lời xuất sắc hơn không, rồi anh sẽ cân nhắc cái chuyện là có thể tham gia cái câu cả bạn. Rồi, ok. Rồi, con bạn nào trả lời câu hỏi này đúng không mọi người? Còn bạn nào trả lời câu đó là đúng rồi, câu hỏi này được không? Lần lấy con hổ mang giờ lên đi, phần quà là hổ mang đó, phần quà là có hổ mang đó. Rồi, okay, okay. Mà em làm gì có chuyện đó. Thì đây, em có phải chân y không? Ôi ghê quá. Rồi gặp bác sĩ rồi. Gặp bác sĩ rồi. Em đi năm mấy, học trường nào? Em Tại K3. Có gì tính? Được, giải rồi. Mấy bạn không taxi theo. Anh Hoài kìa. Ok, bây giờ em trả lời câu hỏi đi ha, để cho lúc mà nó mới bị bệnh xong anh, thì cái hệ miễn dịch nó sẽ tập trung để tạo bạch cầu. Để khắc chế bệnh thì lúc đó con rắn nó sẽ hơi yếu. Nhưng mà khi mà mình cung cấp lượng thức ăn quá lớn thì cái hệ tiêu hóa nó sẽ không tiết ra đủ enzyme để tiêu hóa và dạ dày nó rất yếu, nên lúc mà đưa vào cái lượng nó không đủ thì nó sẽ gây ra cái thức ăn nó bị hư hoặc là gì đó, làm rắn bị tiêu chảy hoặc là khó cái gì đó, nên là làm cho rắn càng ngày nó sẽ bị yếu đi nữa sau cái bệnh. Câu trả lời của bạn thì có bổ sung của bạn kia một chút xíu, nhưng mà câu trả lời tương tự, có nghĩa là khi mà sau một cái giai đoạn khó khăn đó thì con rắn nó sẽ hệ tiêu hóa của nó chưa hoạt động ổn định, thì nên cho ăn mồi nhỏ chứ không nên cho mồi to, đúng không? Còn cái phần bạch cầu thì nó cũng không liên quan lắm, đó là quá tải cái cơ thể của con rắn lên thôi, chứ còn đó là một cái đánh giá tổng thể. Còn nó vẫn chưa trọng tâm vào cái câu hỏi mà anh muốn có được câu trả lời thì các bạn. Cảm ơn em, nếu có câu trả lời nó xuất sắc hơn thì anh sẽ trao cái quài cho bạn sau thì anh xác định nha, với hai bạn. Còn bạn nào có câu trả lời khác không, hay là quà có trao cho người hỏi không, bạn Hiếu ơi? Trao lại cho người hỏi luôn đi. tại vì là cố tình đặt ra một cái câu hỏi khó một tí để mình vừa lên hỏi vừa lấy quà về luôn. Là mình lấy quà nhà luôn mà. Tại vì đâu ai trả lời được. Còn quạnh xíu như vậy mà cũng lấy hát luôn. Quá đáng lắm luôn. Sao không nói sớm để đặt câu hỏi nó dễ hơn. Rồi, giờ chọn người đánh đi, có hai bạn thôi đó. Ok, có hai phần quà được không? Một phần hả? Thì bạn sau là bạn bổ sung ý của bạn trước, thì phần trước sẽ đáng nhận quà hơn. Bạn sau có đồng ý không? Ok, cảm ơn em. Rồi, thư ký lưu ý giùm chị. Dạ, đâu có. Nhà này là ba thì trước thôi. Thư ký này hả? Rồi. Tặng thư ký không? Không, thư ký có chồng. Rồi, ẩu rồi nha. Ẩu rồi nha. Đây gọi đây đó nha, ẩu rồi đó nha. Cảm ơn em đã dành cho phần quà và để quét xíu nha. Việt Pet Garden. Wow. Ủa, hôm nay Thành không vô hả? Thành không vô mà có Lê Giang. Lê Giang đóng tay hỏi. Lê Giang ơi, lên trao quà này. Quà của
nhà tài trợ Vietpet Garden chắc là các bạn ai cũng biết. Vietpet Garden tặng rất là nhiều quà mọi người. Vietpet Garden rồi đúng không? Bạn trả lời đúng câu hỏi đó. Có vấn đề về sức khỏe đó hay bất kỳ một loại khảo sát nào đó khi mà nó có vấn đề về sức khỏe thì các bạn nên cho ăn bò nhỏ lại, tại vì khi mà con rắn nó không ăn trong một thời gian dài thì cơ chế của rắn nó sẽ về cơ chế ngủ, có nghĩa là nó sẽ bảo toàn năng lượng và tất cả các cái nguyên tố vi lượng ví dụ như là đạm sắt kém tất cả cái đó thì nó sẽ đi vào trong lòng bào, đi vào trong tế bào. Khi mà các bạn cho ăn một cái khối lượng thức ăn lớn quá thì cái vi lượng này nó sẽ tăng đột biến ở trong cơ thể của con rắn và nó sẽ gây cho con rắn một cái tình trạng là con rắn nó sẽ bị quằn quại đó, mất cân bằng về vi lượng trong cơ thể. Vì vậy con rắn sẽ bị chết ngay sau khi mà các bạn cho ăn khoảng tầm 1 cho đến 2 ngày. Thì cái yếu tố đó rất là nguy hiểm, đó là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Tất cả một cái loài động vật khi mà các bạn chăm sóc xong cái thời gian và bị bệnh hoặc là bỏ ăn dài, các bạn nên cho ăn mồi nhỏ trước để active cái cơ chế sinh tồn của con trăn, của con rắn, của bệnh nhân luôn, của người luôn. Khi mọi người sau khi ốm các bạn sẽ cho ăn chút để các bạn mới cho tăng lên nha. Chứ còn nếu mà ở người, nếu mà các bạn cho ăn nhiều thức ăn sau khi mà bạo bệnh á, người ta sẽ bị hôn mê sâu luôn đó, cái đó rất là nguy hiểm. Vì vậy nên là mình mới nói là nó liên quan đến cái thức ăn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, khi mà các bạn cho ăn nhiều thì nó mới bỏ sát ấy, nó tiêu hóa bằng cái cơ chế không co bóp. Vì vậy nên là khi mà các bạn cho ăn thức ăn nhiều quá nó sẽ bị phân hủy thức ăn ở trong hệ tiêu hóa và vô tình cái điều đó nó sẽ làm con rắn nó bị nhiễm độc từ bên trong và các bạn không thể làm gì nữa. Có cái shop bên kia các bạn làm về tiêu bản đó, tiêu bản xương, tiêu bản đồ đó thì có thể là thuộc da này, có thể làm xương đồ thì các bạn nó chuyển thẳng qua bên shop luôn. Thì đó là những cái mà các bạn cần lưu ý nha, cái kiến thức rất là phổ quát. Chỉ có những cái chạy lâu năm thì họ mới chia sẻ thôi, chẳng có là họ bị chia sẻ thôi chứ họ không muốn chia sẻ đâu. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn. Vì đã cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây và vì cái công việc của anh đang làm rất có ý nghĩa với lại cộng đồng rắn Việt Nam hiện tại. Thì hôm nay chương trình của Snackhead Thèm Kinh sẽ có một chương trình đấu giá hai sản phẩm, sẽ cái phần tiền đó sẽ ủng hộ vào để giúp anh có thể bảo tồn rắn hoang dã Việt Nam tốt hơn. Wow, sao chương trình biết anh thiếu cái gì mà hỗ trợ ngay. Thôi mình cảm ơn mọi người. Cảm ơn chương trình. Dạ, và quy luật của đấu giá như sau. Chúng ta sẽ có bước giá là 10.000. Chúng ta có 3 phút. Bước giá là 10.000. Dạ đúng rồi. Chúng ta có 3 phút để đấu giá. Nếu như mà người win đấu giá từ giờ đến cuối buổi đấu giá thanh toán chuyển khoản trước cho anh Phạm Minh Hiếu thì sẽ được nhận bằng và nhận được sản phẩm đấu giá ngay hôm nay. Còn nếu như người đó vợ tới cuối nay vẫn không có thì người thứ hai có kết quả ngang với sau người đó sẽ là người được sản phẩm đấu giá. Dạ em xin hết ạ. À. Rồi bây giờ mời mẫu mang sản phẩm đấu giá đầu tiên lên. Chưa. Bây giờ tới lúc là tôi lộ sát mọi người này. Rồi, hình trước. Rồi, ok mọi người. Wow. Mời bạn Kiều Dương đi xét xác ở dưới cho khách của mình xem nè. Bình thường mọi người hay ai mà hay yêu quý idol đó phải mọi người thể hiện ở thời điểm này đi. Này, thể hiện lòng yêu quý idol của các bạn khi trở thành rắn nhân ái, ủng hộ tiền và quỹ bảo tồn rắn hoang dã Việt Nam. Và con được đấu giá hiện tại là bé Hai White King Snake do thèm rắn nở ra, lứa thèm rắn nở đầu tiên. Wow, đây là một trai rất nó rất là có ý nghĩa. Rất là khủng luôn. Các bạn biết rồi, tất cả những con rắn mà được sinh sản tại Việt Nam á, khi mà sinh ra thì cái chu kỳ sinh học của con rắn đó nó sẽ diễn ra rất là bình thường, tại vì nó được sinh ra ở Việt Nam luôn. Nếu mà nó sinh ra ở Thái Lan hoặc ở châu Âu á, thì cái điều kiện thổ nhưỡng khác, cái biên độ dao động về nhiệt độ nó khác, thì khi các bạn chuyển nó về Việt Nam các bạn sẽ cần rất là nhiều thời gian để chăm sóc nói chăm sóc sau khi bạn nhập về. Còn nếu mà các bạn mua rắn của một trang trại uy tín thì các bạn sẽ đỡ rất là nhiều vì các bạn không phải làm cái bước đó nữa. Mà các bạn thấy là cái này là mình không có cần lời nha. Đấy này là cái con rắn này là mình sẽ tặng cho offline này luôn. Nhưng mà cái này là mình muốn
đấu giá để có một cái phần quỹ gì đó đưa lại cho Hiếu để thể hiện được cái sự đóng góp của cộng đồng của mình dành cho cái rắn Việt Nam cũng như là cái tinh thần của rắn Việt Nam. Thì nói chung là cái mức giá nó sẽ vô cùng thấp luôn, tại mình để 10.000 thôi, nghĩa là 100-200.000 con rắn này nó cũng không có thành vấn đề đối với mình thôi mọi người. Nên là cái này là vì cái tinh thần cũng như là vì cái niềm vui thôi. 100.000 không vấn đề với mình, không vấn đề với anh Hiếu. Cách nhau 10.000 đúng không? 10.000. Dạ rồi. Cho em xin bấm thời gian nha. Dạ rồi, anh ta sẽ bấm thời gian cho em. Giá khởi điểm không? Khởi điểm là không đồng như mọi người. 10, 20, 30, 30. Không, có chạy như vậy chỉ cách 10.000 thôi. Không có chạy đó 3 triệu. 3 triệu tính là do chổng lực. 60. 70. Dạ rồi, đúng rồi. Tiếp. 80. 100. Giá 10.000 đồng luôn. Mức giá 10. 100. 110. 100, 200, 300, 400, 500 rồi, 600, 300, 200, 200 mọi người, 201, 300, 300 rồi, 302 mọi người, mấy, 350, 500 rồi mọi người, 600, hả? 700, 800, 1 triệu, hả? 1,5 triệu mọi người, 1,5 triệu mọi người, còn bao nhiêu thời gian nữa? 2 triệu, 2,3 triệu, 2,5 triệu mọi người, 3 triệu rồi. Khỏe. 3 triệu lần thứ nhất mọi người. Cười quá trời quá đất luôn. 3 triệu lần thứ hai mọi người. Dạ mình bao nhiêu hả? 3,5 triệu mọi người. Oh my god. Ê, mình nổi da gà luôn mọi người. 3,5 triệu mọi người. 3,5 triệu lần thứ nhất. Khỏe trong người kia mọi người. 3,5 triệu lần thứ hai. Ba triệu rưỡi mười ngàn. 3,6 triệu. Kệ sao anh? 36,000. Chơi kỳ gì? 3,6 triệu là thứ nhất. 3,6 triệu 20 mọi người. 40 giây cuối cùng. 3,6 triệu 20 lần thứ nhất. 3,6 triệu 20 lần thứ hai. 3,6 triệu 30. Anh cứ vậy hoài chết. 3,6 triệu 50. Các bạn cho hai mạnh thường quân một chèo tay các bạn. Lớn thật lớn luôn. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn sự ủng hộ. 3,6 triệu 50 lần thứ nhất. 3,9 triệu. À, cảm xúc của Hiếu lúc này như thế nào? Vui vãi ra. Lấy hồi Hiếu phải xuống dưới chụp hình. Nhưng mà 3,9 triệu lần thứ nhất. Có lát nữa Hiếu về nhà bé tặng họ luôn. 4 triệu mọi người. 4 triệu. 4 triệu rồi. Hết giờ. Rồi xin chúc mừng. Chia sẻ mọi người là bé đó khỏi cần chụp hình đi, tại vì nó ở trong nhà luôn. Vậy hả? Thiệt luôn. Em gái nuôi. Vẫn phải lên nha mọi người. Bé mua rắn mà chồng nó cười. Vui không? Vui. Con rắn này có ý nghĩa tinh thần với mình rất là lớn các bạn. Tại bởi vì... Mời anh Hiếu trao giải cho em. Cái bài này là một trong những cái bài mình thử nghiệm về Hawaii King Snake ở Việt Nam. Mình thử nghiệm hai cái gen Castle Face và Desert Face. Coi mình coi là cái
mức độ ảnh hưởng của cái Castle Face lên cái con Hawaii nó lớn đến mức nào. Và mình đạt được rất là nhiều kết quả, mình thu rất là nhiều cái dữ liệu về cái này. Và mình nghĩ rằng nó sẽ thay đổi rất là nhiều thứ của King Snack Việt Nam. Và đây là một trong những cái con nở thứ hai hay thứ ba gì đó của bài. Và mình xin chân thành cảm ơn. Con này miễn phí. Còn mình còn mình còn những cái game phía sau nữa mọi người. Và mình còn một phần đấu giá cũng rất là kinh khủng phía sau nữa. Hai vợ chồng rất là vui tính. Chắc các bạn mà xem kênh Thương Dừa thì các bạn sẽ biết bạn này là Giang Sầu Riêng. Lát đến nếu mà còn thời gian đó thì Giang xin hát một bài để tặng mọi người cho giọng hát nổi da gà. Chị có suy nghĩ sao mà mình quyết định là chơi lớn vậy? Dạ, em cũng biết mà. Tại ông nói thích. Ok. Tại vì chồng em thích. Cảm ơn em. Cảm ơn sở thích của chồng em. Cảm ơn em. Quá ngầu luôn mọi người. Cho một tràng pháo tay luôn mọi người. Cảm ơn mọi người. Rồi cái chi phí này sẽ được gửi lại cho sứ giả Đường Xanh để sứ giả Đường Xanh tiếp tục cống hiến và đóng góp cho rắn của Việt Nam và môi trường hoang dã của Việt Nam. Ok các bạn, hồi nãy giờ các bạn coi chương trình của anh em Thèm Rắn Làm, các bạn có cảm thấy hứng thú không? Riêng mình cảm thấy rất là thú vị luôn, rất là mới lạ luôn, rất là nhiều trò chơi nha. Và mọi người rất là gắn kết với nhau. Đó, hồi nãy giờ xuyên suốt chương trình nó rất là đa dạng phong phú luôn. Đúng ra là mình có một vài cái chia sẻ ở đây nữa, tham gia vô trò chơi nữa. Nhưng mà ngay đầu buổi là mình có một cái trải nghiệm nó cũng khá là thú vị với lại bạn Đức ha. Thì sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ luôn là nói chung là tính mình thì hơi nghịch, hơi tò mò. Thì trước khi đó mình có hỏi các bạn là con này nó có độc nguy hiểm không? Các bạn nói không, anh chỉ xinh thôi. Cho nên là mình test thử mà công nhận là xinh thiệt. Thành Nguyên nảy chuối luôn rồi. Tuy nhiên á, là nó chỉ xinh hơi nhức nhức thôi ha. Thì mình cũng có uống một ít giảm đau. Thì bây giờ mọi thứ nó đã ok rồi, nó cũng không có vấn đề gì hết. Ok, bây giờ chúng ta hồi nãy giờ chương trình rất là nhiều rồi, mọi người phỏng vấn đâu này nọ. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng để mình phỏng vấn đại diện của anh em Thèm King ha. Hello em. Alo Hiểu ơi. Dạ. Em có thể chia sẻ với mọi người cái một chút về team mình không? Dạ rồi. Ok, đây là Hiếu ha, cũng là admin của team Thèm Rắn. Thì Hiếu và những anh em là tổ chức ra cái buổi offline ngày hôm nay rất là thú vị, rất là nhiều điều hấp dẫn. Thì em có chia sẻ gì với lại khán giả không? Cái mục đích mà tụi em tổ chức buổi offline này là tụi em muốn hướng tới cộng đồng, giống như là những gì mà anh em cũng với là mấy anh lớn cũng hay làm. Nghĩa là tụi em muốn mọi người biết thêm nhiều về rắn hơn. Và cũng các bạn nhỏ cũng có cơ hội là tiếp cận với rắn. Tại vì cái giá thành nó cũng tương đối cao á. Nên là tụi em muốn là tiếp cận nó dễ hơn cho các bạn. Thì các bạn sẽ tìm hiểu nó về cho nó nhiều hơn. Ok, dạ. Thì ngoài cái yếu tố mà chia sẻ để cho chúng ta có thể gần gũi và hiểu hơn các bạn rắn á, thì nó cũng có mang cái tính chất giáo dục và chia sẻ thêm những cái thông tin ha, cho mọi người. Nói chung là có một cái góc nhìn nó cởi mở hơn về chăn rắn à. Ok, dạ. Em thì ý tưởng nào mà anh em mình đã set up ra một cái buổi offline rất là vui vẻ và tổ chức nhiều cái trò chơi cộng đồng như thế này em? Dạ, là lúc mà tụi em lên cái kế hoạch dự án này là tầm khoảng 3 tháng anh. Nghĩa là tụi em phải nghiên cứu lại hết tất cả những cái offline từ trước đến giờ. Và những cái sai lầm của tụi em từ thời mà những cái group cũ á. Thì tụi em thấy rằng là thành viên á hay mọi người hay tới và mọi người uống cà phê, mọi người ít cái tương tác với lại một cái buổi off. Đúng rồi. Và khi mà có workshop diễn ra thì mọi người cũng ít nghe. Thì như vậy lúc mà mọi người về thì những cái offline nó sẽ không có động lại gì nhiều. Thì tụi em sau khi mà tụi em bàn bạc kỹ lưỡng á, thì tụi em thứ nhất là quyết định là bán vé. Tại vì tụi em muốn là cho thành viên chất lượng, nghĩa là người ta muốn tham gia vào một buổi offline thật sự là chơi. Và trong buổi offline luôn mà người ta nhớ về buổi offline đó, nên là tụi em bán vé. Cái thứ hai là tụi em tạo ra những trò chơi để các bạn, khi nó không dựa vào may rủi nữa mà nó dựa vào năng lực và nỗ lực của mấy bạn giành được phần thưởng thì nó sẽ hay hơn. Quá hay luôn. Dạ. Quá hay luôn các bạn. Thật ra đúng là cái vấn đề mà Hiếu vừa đặt ra là trong những cái buổi offline trước đây mà bên anh em Iguana Sài Gòn hoặc là Abawet tổ chức á, thì nó là một cái buổi giao lưu thôi. Dạ. Anh em tới rồi tự đem bet rồi tự chia thành những cái cụm nhỏ và trao đổi chia sẻ thông tin với nhau. Thì thật ra đối với mình thì nó có giống như nó không có được liên kết lắm. Mặc dù là nó cũng rất là gần gũi, mọi người có thể trò chuyện nhau nhưng mà nó thiếu cái tính liên kết giống như Hiếu vừa chia sẻ. Thì hôm nay mình thấy là cái ý tưởng cũng như là cái độ chịu chơi của các bạn á, là mình nói là tuyệt vời luôn. Quá là hay luôn, rất là trẻ trung mà gần gũi luôn.
gắn kết được mọi người với nhau thì tuyệt vời luôn em. Anh có rất là nhiều điều học hỏi luôn á. Tại vì thật ra tổ chức offline mình cứ lo lắng là nhiều người người ta không có tới chơi. Thì đằng này là các anh em thèm kinh còn chẳng những vậy mà có thể là set up áo, thẻ và thậm chí bán vé, nhưng mà mọi người thấy là anh em ủng hộ rất là nhiệt tình luôn, rất là đông. Chứng tỏ đây là một cái hoạt động nó rất là lôi cuốn, nó kéo được mọi người đến gần nhau hơn. Dạ, đúng. Ok, rồi. Thank you team em rất là nhiều luôn. Đã tổ chức ra một cái buổi offline rất là thú vị như vậy cho mọi người đến chơi. Dạ, đúng. Ok mọi người. Đúng ra đó, đúng ra là theo kế hoạch á là, nhưng mà mình thấy cách cũng ổn mà. Đúng ra theo kế hoạch là anh sẽ rủ anh em admin của mình là vô hít đất luôn. Nhưng mà anh bị cắn một cái giờ nó bị sưng rồi. Nhưng mà như nói chuyện xong á cảm giác là nó khỏe lại các bạn. Thôi cũng hít đi anh, hít chút xíu nha. Ok. Ngồi hít đất rồi. Rủ tất cả mọi người ở đây nha, ai xong rồi vô hít đất với mình luôn nha. Mọi người hít đất. Vô. Khỏe rồi, ok hết rồi. Giờ anh bóp cái gì cũng được á. Thôi em rút rồi. Em rút. Ok ok. Ok Phan. Em với anh Nam đi. Rồi mấy cái. Ok các bạn, trước khi để các bạn tập trung cho mình vài câu phỏng vấn với lại Hiếu ha, cũng là một bạn Hiếu nữa, một bạn Hiếu rất là giỏi. Hai tên Hiếu cũng giỏi ta. Đây là sứ giả đường xanh nha các bạn ha. Sứ giả Lan Man đó các bạn. Sứ giả Lan Man. Có những cái trải nghiệm rất là thú vị luôn mà không phải kênh nào cũng có được, thì chỉ riêng Hiếu là sẽ có những cái khoảnh khắc đó, có những cái chia sẻ đó thôi, chỉ có kênh của sứ giả đường xanh thôi. Ok, em chia sẻ mọi người một chút xíu. Nói chung là ở Việt Nam thì có rất là nhiều kênh làm về các cái nội dung liên quan đến săn bắt rồi buôn bán, nhưng mà riêng ở Việt Nam thì có một số kênh rất là sạch, ví dụ như là Thêm Bò Sát hoặc là Nam Ngô Farm hoặc là sứ giả Lan Man. Nên là các bạn khi mà các bạn lựa chọn video nội dung để xem thì các bạn nên cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ xem các cái nội dung vậy. Thì trong tương lai thì các bạn nhỏ sẽ có cái nhìn nhận về các cái thú nuôi này, về thiên nhiên nó tích cực hơn, nó lạc quan hơn, chứ không phải là cái gì cũng bỏ vào miệng. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn các okay, bạn. Ok các bạn. Bây giờ mình với anh Nam Ngô sẽ hit đất, xem là hai anh em ai hit nhiều hơn. Anh Nam thì nội dung nào cũng hit hết, nên là bây giờ mình sẽ cố gắng mình okay. Đu theo. Hiếu vừa chia sẻ đó thì đối với bò sát thì có một số kênh nó tương đối là sạch sẽ, nó rất là sạch ha, chia sẻ về những cái thông tin kiến thức nó mang tính chất giáo dục chút xíu, chứ không phải là gọi là săn bắt rồi ăn uống hoặc là mua bán, nó không đơn thuần là vậy. Mà những anh em tụi mình là muốn mang tới những cái kiến thức, những cái góc nhìn nó thân thiện hơn về giữa động vật với con người, giữa bò sát với nhau, để mọi người có thể lan tỏa cái tình cảm này. Ok, thank you em rất là okay, nhiều anh. Đã có những cái chia sẻ với mọi người. Ok bây giờ chúng ta hít đất nha. Ok. Vô chọn có hai người thôi hả? Em trên anh. Vô. Okay. Ai hít thì vô đây. Cho nó sung chút xíu. Ok nha, thôi mình xuống đi, ai được okay. Chấp anh một tay đúng không? 1, 2, 3, 4. Còn cái nữa các bạn, nói chung nó không có gì đó. 8, 9, 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Đích thư chồng lên nhà, đích thư nhiều quá. Không chơi nữa. Ok các bạn ơi, nữa. Đây là nhà du lịch ta. Ok, thank you mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Nam. Ok, thank you em. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của anh Nam. Mình sẽ ghé thăm trang trại của anh Nam. Ok, thank you, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Rồi, vô.